Hi, xin chào các bạn đã trở lại với channel Trải Nghiệm Game. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục trở lại với thử thách, đó chính là Bất Tử cùng Timmy. Lâu lắm rồi thì mình chưa đánh vị tướng Timmy này. Thành ra là cái tỷ lệ thắng của mình là 75%, nhưng mà chỉ có 16 trận mà thôi. Tại vì tất cả các trận đấu mà mình chơi Timmy ấy thì mình đều đánh đấu rank. Mà ở rank cao thủ kim cương thì anh em biết thừa là bọn nó chẳng bao giờ thả cho Timmy là mấy. Nhiều hôm nay thật là may mắn khi mà chúng ta được cấm chọn trước, và tôi và team tôi ấy, thì tôi quyết định là bóp ngay vị tướng, đó chính là Vio anh em ơi. Vio thì nó khỏe ra sao anh em biết thừa rồi mà. Ok, bây giờ là tôi đi roam ha. Đi roam nhưng ấy mang một trọng trách, đó chính là cố gắng thực thi, đó chính là cái thử thách, đó chính là bất tử. Ok, Nagrod để tự cho hắn ta chơi đi. Mình ra đây kiểm tra con bùa này, tại vì team bạn có thanh niên Zukai rừng này, Zio trừng trị này. Đấy, biết ngay mà, có thanh niên Senia này thì mình phải kiểm tra rất là cẩn thận. Cái tính cướp bùa của bọn nó đã nhiễm vào từ đầu rồi đó. Như vậy không thể coi thường đâu. Xảy chút là nát rốt khỏi cô bùa đỏ để mà chơi luôn. Chỉ vậy chúng ta biết mang ngay mà. Xong thanh niên Senia, đến lượt thanh niên Tulen ra hỏi thăm. Ok ok, té rồi. Cho nát rốt tự xử để mà lên cấp độ 4 cho nó sớm sớm một chút. Wonder thì lên chậm, thành ra bây giờ phải ăn con thổ dân để mà bồi kinh nghiệm. Đúng là nhỏ thanh niên. Thanh niên này máy vào chậm, thanh niên Wonder đấy máy bị ở chậm, như là rất là chắc chắn 100% là rất nhiều anh em khác tôi gặp nhiều rồi toàn bị vào chậm máy. Ok, ôi trời ơi, cái gì này, đi du hành ở đâu đấy em ơi? Thôi lên bảng chơi đi tự dưng. Ok ok, có Zuka đây, Zuka đi rừng của team bạn nhé anh em ơi. Mày định mệnh, không sao không sao, ăn được. Ok, chúng ta lại tiếp tục ép sân nha anh em ơi, ép sân để ăn con rơi này, đuổi Zio đi để ăn con rơi đó. Timmy là một vị tướng đầu game ấy, nó ép sân rất là khỏe luôn, bởi chiêu nắm thần lực này, nắm thần lực ở phiên bản mới bị giảm cái thời gian khống chế anh em ơi. Đó là thông tin tôi muốn nhắc đến anh em, nhưng mà anh em yên tâm là chỉ cần còn có khả năng hồi sinh ấy thì Timmy còn bá và đáng để cấm. Chỉ vậy anh em nào muốn mua Timmy thì nên mua thôi, anh em nào dưới rank kim cương thì cứ chơi thôi. Đó, Timmy hiện tại đang là một vị tướng trợ thủ rất là đắc lực ở mọi bậc rank. Chỉ vậy nếu mà anh em có cơ hội thì nên mua ngay, chứ đừng phải suy nghĩ cái gì cả luôn ấy. Trừ khi anh em ở bậc rank cao quá thì cứ phải mua nhá. Dù ở bậc rank cao mà anh em không có cơ hội chơi ấy thì cứ phải mua. Đó, ok, mình khép góc vào. Định mệnh dồn sát thương vào mình cơ. Nhẹ 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 nào. Đó, tránh cái quả phong đao của hắn ta. Sau đây là chuồn thôi. Từ từ thong thả. Vậy là team mình vừa quét sạch xong bên rừng bùa đỏ của team bạn rồi. Thì bây giờ Nagrod đang đẩy trụ và ăn bùa xanh của team bạn rồi. Mình sẽ lên cái dây truyền ma pháp anh em ơi. Tại vì sao? Rất nhiều bạn chơi Timmy đi roam, đi trợ thủ nhưng lại lên cái Phượng Hoàng Lệ hoặc là Ngọc Đại Pháp Sư. Thực ra đó là một cách khá là hiệu quả, nhưng mà với tôi ấy, dây truyền ma thuật với kinh nghiệm đi roam bé xíu như hạt tiêu của tôi ấy, thì dây chuyền ma thuật một cái 120 vàng đủ mà hồi máu rồi, không cần phải mua cái Phượng Hoàng Lệ làm gì cho nó tốn kém cả. Sau này mình sẽ không lên cái Ngọc Đại Pháp Sư anh em ơi, mình lên full tank nhá, mình lên full tank cho Timmy. Chắc chắn 100% anh em là chỉ cần anh em lên cái đồ 120 vàng này thì không bao giờ phải lo thiếu mana đối với vị tướng Timmy cả, chỉ cần sử dụng hợp lý cho pha ganh và pha tấn công và di chuyển đảm bảo 100% không bao giờ thiếu mana. Ok, không bao giờ thiếu mana. Chứ vậy không cần phải lo lắng về vấn đề vớ vẩn đấy. Ok, bữa nào. Còn về vấn đề máu ấy thì một số anh em bảo là lên Phượng Hoàng Lệ để mà hồi máu, thì với tôi thì không cần. Nếu cần ấy, anh em mua cho tôi cái viên hồng ngọc 150 hồi máu kia cho tôi. Đó, khống chế ngay để cho hắn ta không thể chơi. Đấy, thấy chưa, định chơi trước cuối ấy. Có mình với Nagrod ở đây thì khỏi phải chạy. Tại sao chúng ta không cần phải đi kè kè với Nagrod? Mặc dù mình đi roam, roam đây là roam kiểm soát, roam ganh nha anh em ơi. Tại vì Nagrod là một vị tướng quá có thể tự lo cho bản thân. Thứ hai là quá cơ động, mình đi theo nó làm gì đúng không ạ? Chạy tụt mồm ra còn chả chạy, chả đuổi kịp chứ. Chỉ vậy mình cần là theo hướng ganh của nó thôi. Ok, ép trụ nào. Sai lầm một chút. Thực ra pha đấy thì cũng không hẳn là cũng tốt, tại vì cho dù kéo chúng nó thì mình cũng chả đánh được. Có khi ăn được một pha giật lôi quang thì rất là nguy hiểm đúng không ạ? Thôi thì trong họa có hên. Ok, có Zuka ở đây rồi, Zuka và Zio.
Mình ra đẩy lính bảo kê giúp mà thanh niên Ari đang lên. Ăn giờ nha anh em ơi. Ăn giờ nha. Ôi rồi thanh niên Zuka định mệnh. Đang đúng lúc mình mua. Ok ok. Chết nhỉ. Đang đúng lúc mình mua đồ anh em ơi. Đang đúng lúc mình mua đồ. Nó lại từ bụi nhảy ra đập. Vài nháy, may mà hắn ta không đủ dồn combo. Với lại tôi có chiếc cuối nên tôi chẳng lo cho lắm. Ok, thấy chưa? Tôi phải lên cái hộ giáp xong. Với lại cái giày cái ngọc, đúng ạ. Ngọc ma pháp đấy ạ, 120 đúng ạ. Anh em phải thấy là tôi sử dụng không bao giờ là thiếu mana. Mặc dù là tôi sử dụng rất nhiều lần cái chiêu đám thần lực. Ok, team mình đang ở đấy rất cao. Ở bên cánh phải và cánh trái. Ok. Tôi lên biết có chạy được không ta? Hay quá. Liliana thì xanh khỏi biết rồi. Ok. Đấy làm gì anh gấu ơi? Thôi thôi. Tôi đã bảo rồi. Đó. Thấy chưa? Gấu một khi phi vào mà không có mục tiêu, tức là không hạ được mục tiêu ấy, thì chạy rất là khó. Đặc biệt là gặp mấy cái đối tượng rất là nhiều khống chế như mình là mình này, Timmy nhá, Liliana nhá, Wonder nhá. Chạy bằng niềm tin đúng không ạ? Gấu mặc dù là hồi chiêu nhanh, nhưng mà cái thời gian hồi chiêu của nó thì đương nhiên là nếu bị sốc ra thương đương nhiên phải lên bảng rồi, giống như gấu vừa rồi đấy ạ. Phi vào đánh tôi dùng tất cả các chiêu thức nhưng mà lại đánh một thằng Timmy lên tanh, nó tưởng mình mềm lắm ấy. Ok, liên tục cam team bạn để mà tạo lợi thế và áp lực nhá, tại vì team mình đang có lợi thế là rất xanh 11 rồi, nhưng mà cái lợi thế của mình ấy đó chính là giao tranh mạnh, nhưng mà cái không có lợi thế của mình đó chính là team mình không có xạ thủ đó, đúng không ạ? Team mình không có xạ thủ phải ép trụ thật nhanh, chia ra để mà đẩy lẻ và ép trụ, đừng bao giờ tụm lại quá nhiều và quá lâu nếu mà không có hiệu quả, trừ khi là ép một pha giao tranh tổng cực lớn thôi, lúc đấy thì mới nên tập trung lại, nếu không thì nên tách ra để mà đẩy lẻ như là Airi kìa. Đó, thấy chưa? Trong thời gian team bạn đang thủ trụ thế này thì Airi đang phá nát luôn cái trụ cấp 2 với kia rồi. Đó, bây giờ Naglot lại chuẩn bị đẩy ép trụ cấp 3 ở bên trong kia. Phải ép trụ liên tục thế này để mà team bạn cảm thấy bối rối và không thể phòng thủ được. Đừng quên team bạn có tu len, có theo nát, cái khả năng thủ trụ rất là bá đạo luôn. Đó, đấy. Chơi, đùa nhau. Đấy, anh em chưa? Anh em thấy cái sự lợi hại của Timmy lên full tank ra sao chưa? Đó chính là không sợ cái gì cả, bất chấp phi lên luôn. Còn đối với các Timmy mà lên vương miện, lên hoặc đại pháp sư ấy, tôi nói thẳng nó luôn là bị dồn một combo là lên nằm viện luôn, chứ khỏi phải nói nhiều. Ba. Đó là lý do vì sao tôi rất sợ đi với các Timmy nào mà lên mấy cái ngọc đại pháp sư với lại lên vương miện hết kết. Nếu mà đó là Timmy đi solo đường thì tôi không nói nhá, nhưng mà là Timmy khi đã đi roam cho đội nhà ấy mà lại còn lên kiểu lên phép kia ấy, thì chắc chắn là bị dồn combo quá nhanh và tạo người ta gọi là chiêu cuối ấy, thì chỉ tự dùng cho mình để mà bảo kê bản thân mình thôi mà không thể sử dụng cho đồng đội được khi mà bị dồn sát thương quá nhanh như vậy. Đó, team mình mặc dù là không có xạ thủ nhưng mà chơi cái chiến thuật đó chính là xa luân chiến, tức là đánh bên này rồi lại dẹp bên kia, đẩy lẻ hai bên, có Airi với Naglot thì việc đẩy lẻ hai bên cánh là hoàn toàn đơn giản, không có gì khó khăn cả. Đó cũng là một cái phương hướng dành cho anh em đối với các đội hình mà không có xạ thủ nha anh em ơi. Đội hình mà không xạ thủ ấy thì đừng cố ép giao tranh liên tục một mình nếu mà team bạn có khả năng thủ trụ tốt. Trừ khi bạn có ma lốc các kiểu để mà ép giao tranh ở trong trụ thì nên sử dụng luôn. Ok, bắt nào. Rất khó cho... Ok, kéo chúng con lính chứ. Ok, tiếp theo là lên khiên Alistair nhá. Alistair chứ không phải. Khiên... Tóm lại là khiên giảm sát thương đấy thôi. Không cần phải bàn tán nhiều. Ok, team mình đang có rất nhiều lợi thế anh em ơi. Ép trụ được rồi, ép trụ được rồi. Team bạn mất một người, 25 giây sau mới ra. Lính siêu cấp đang lên rồi, đợi đàn lính siêu cấp mình lên là mình ép trụ luôn. Đừng quên rằng mình có Timmy và Timmy có khả năng băng trụ rất bá đạo ở đầu game này. Đặc biệt là team mình đang vươn lên dẫn trước đó chính là 15-2. Một cái sự áp đảo không phải nhỏ đâu. Ok, bắt này. Đó, thấy chưa? Tóm mà bắt luôn. Bật chiêu cuối cho năng đốt. Ok, không sao, thoải mái rồi. Đó, win rồi anh em ạ. Đó là bất tử với Timmy và đi roam full tank ha anh em ơi. Ok, chơi xong đừng quên like cho đồng đội và đừng quên like cho S nhé anh em ơi. Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là nick Facebook của mình, Hoàng Canh Kami đây. Hiện tại nick của mình thì đang có hơn 8.000 người theo dõi, thì các bạn đừng quên vào đây để kết bạn của mình ha. Ở trên face này của mình thì mình cập nhật tất cả các thông tin về Liên Quân mới nhất và sớm nhất có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của anh em.
Nhưng mà anh em đừng IP vào SMS của mình làm gì cả. IP riêng của và mình thì mình nhiều quá không để đọc được. Anh em cứ comment dưới các status của mình để mà hỏi về tất cả vấn đề mà anh em đang thắc mắc nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là Facebook chính chủ duy nhất của mình nhé. Anh em đừng nhầm với các Facebook khác. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you. Đừng quên cái bạn là mình. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.